Đây là quả gì nhỉ mọi người? Đây, giống như quả... Quả gì ta? Quả nho ấy mọi người. Đây, mình đi kiếm măng nhưng mà không có măng, mình phải hái cái này này. Đây này, đây là cây của nó này mọi người. Như là cây rừng hay sao rồi mình không biết. Quay lên kia đi em. Đó, đây, hai cái luôn. Nhưng mà mình chưa dám ăn đó mọi người. Như là sợ ấy. Người ta nói là cái này người ta mua. Tí là mình sẽ mang về thử ấy. Người ta có mua không? Đây mình chả anh nghe này thôi mình không dám sợ người, tí mình sẽ về bán cho mọi người có tiền đi chơi rồi. Đây quá như giống như quá nho ấy mọi người, trong rừng mới có thôi. Đây, người ta đây là người ta kiếm nó có luôn đấy. Rồi bye bye mọi người nhá, tí mình sẽ về bán nha. Thôi tắt đi em.